chào các bạn. Hôm nay chúng ta hãy đi xem cái nhà 1.8 triệu ở Kapolei, Hawaii nha. Nhìn cái khu neighborhood nè, đẹp không? Khu này là cái nhà này cũng còn tương đối mới á nha. Mời các bạn cùng vô xem với mình nha. Để chúng ta đi vô trong cái cửa nha. Okay. You want me to close the door? Yes, please. Okay. Thank you. Cái entry này dễ thương ha, làm kiểu hiện đại nè. Kada, giống như kiểu biển. Yeah, very beautiful. À, đi vô đây thì thấy ngay cạnh cái phòng ngủ, ngay ở ngoài góc nè. Họ làm đẹp quá ha. À, ở trong đây là có cái closet á. Cái closet thấy cũng tương đối bự. Họ làm cái kiểu shader nè, với lại cái màu á, sơn hai màu khác nhau. À, trông rất là dễ thương. Rồi, ở đây là có một cái tivi treo trên tường ha. Bên này á, là một cái toilet tương đối bự. Có một cái bathtub ha. Mà trên này á, là có cái cửa trên như vậy á, nó thoáng. Rồi đây có quạt chồng nữa nè. Nhưng mà có cửa như vậy nè. Khi nào cần mở thì mở. Rồi đi vô đây có một cái tủ nhỏ nữa. Nhìn đẹp quá ha. Oh, it's beautiful. It's say a golf course house. The view is amazing. Wow, very spacious. Ở trên kia họ làm cái đó ốp lên đó, nhìn thấy nó rất là natural, tự nhiên ha. Ở trên này á, họ gắn cái gỗ này. Làm cái kiểu nó hơi giống là kind of like a beach theme, but also a bit of farmhouse, kind of natural looking. Oh. The kitchen is beautifully done. Like big fridge with ice dispenser, everywhere is like decorated to the T. Yeah, this is a luxury home, so everything in here is all luxury appliances, luxury flooring. Wow. Ngoài này là cái golf course này, so beautiful. Even like outdoor dining. Cỏ này như họ làm là ở ngoài họ để cỏ giả nè. Chắc để low maintenance grass. Đây là tủ lạnh là có ice dispenser, automatic ice dispenser. Cái ống khói này, cái loại này mất tiền, tại vì cái ống này nó lại đẹp hơn. Chứ không phải loại thường thường như mấy cái open range. Tại vì cái này là có hút lên xong rồi xả ra ngoài nè. Rồi cái này họ làm cái kiểu hearing bone cho cái backsplash. Rồi cái sink này là như là farm sink nè, nó bự nè. Mà cái này là làm ceramic là nhà này đắt tiền hơn. Còn cái này giống là quartz. Wow, rất là đẹp các bạn ha. Cái kiểu bàn như là rất là kiểu như làm farmhouse nè. Cái này là bit of kind of like industrial farmhouse kind of thing. Decoration. Nhà này là bán 1.8 triệu nha, ở khu Kapolei ở Hawaii. Khu Kapolei là phía tây của đảo Oahu, là coi như là thành phố thứ hai của đảo Oahu so với lại Honolulu. Honolulu là cái thành phố thứ nhất vậy đó ha. Cái này là cái laundry room nè, có washer dryer, thành có một cái sink ở trong này luôn. Còn cái cửa này chắc là ra garage.
Like, oh, very like fancy, huh? Like a farm sink and everything. Yeah. Look at the range hood and the backsplash. I loved it. It's like all the herringbone. Can't even pronounce it. So downstairs, one bedroom, one bath. Let's go upstairs. Hi. Hello. So this is a short stair up. And thân quẹo qua bên tay phải. Wow, là một cái phòng ngủ. Phòng này chắc là phòng master nè. Và nhìn qua cái sân golf ở ngoài kìa. Quá đẹp luôn. Rồi. Đây thì có tivi ở đằng sau để ngồi ghế salon xem tivi. À, bên cạnh là để cái dresser. Để giường king size nha. Thêm cái chi tiết rất đẹp trên này có cái đèn chùm nè. Rồi thường những cái nhà mà mới bên này á là nó có mấy cái reset lighting. Thì nhà mới ở Mỹ thì mới có chứ nhà cũ thì không có. Đi vô đây là tủ nè. Cái restroom là có hai cái sink, thì bên ngoài nó gọi là head and her sink, là double sink. Rồi vô đây có chỗ đi. Cái này là bathroom. Thì full bath. Có toilet trên này. Một cái shower stall, là big shower stall. Rồi ở bên này là một cái walk-in closet nè. Đồ. Tủ. Cái view nhìn đẹp các bạn ha. Ở dưới là có cái gazebo, đây có cái chỗ ngồi nè. Mình đi qua coi qua cái view bên này. Không biết ở đây xong rồi coi người ta đánh golf nhiều, không biết có biết tập golf nên biết đánh khá là không. Hay là thay vì khỏi phải đi coi tivi, coi golf ở nhà, cái ra ngay cửa nhà mình coi là xong. Có một cái chỗ để cho ngồi chơi. Ở đây một cái phòng ngủ nữa, nhỏ hơn nhưng mà làm rất là dễ thương, màu hồng. Cái là làm cho một cô bé. Cái cửa sổ lớn nè. Bên này có thêm cái cửa sổ nữa. Ở đây là có một cái tủ rất là tương đối là lớn ha. Còn sàn này thì một là sàn cổ, hai là sàn laminate. Và chưa lại làm này. Bên này có một cái chỗ để hồi nãy cái printer nên có cái tủ. Đi vô đây thì có cái toilet. Rồi ở trên này có cửa nè, mà trên này nó cao dễ sợ nha. Pretty high ceiling. Sàn dưới thì hệ cặp. Dễ thương. Cái nhà này làm kiểu như là black and white, đen với trắng. Mà kiểu đơn giản country. Ở đây thì thêm một cái phòng nữa. Thì đây thì họ làm office. Nhưng mà đây có cái tủ nè. Để họ làm tủ cửa kiến luôn để nhìn cho nó bự cái nhà. Rồi ở bên đây có tivi luôn, vừa làm việc vừa coi tivi. Thì nhà này á, ở trên lầu là ba phòng ngủ, hai phòng tắm. Ở dưới nhà đó là một phòng ngủ, một phòng tắm. Nhưng mà ở dưới đó có thêm phòng tắm hay không thì mình không biết, tại nhiều khi thường họ có thêm một cái hát đó nữa. So this house is 3 bedroom. 4 bedroom, 3 up there, and then 3 baths or 3 and a half? 3 baths. 3 baths. 3 baths. Ở dưới này này, họ có cái gì? Cái này họ gọi là cái gazebo. Này có cái sink nè, như lại thường như ở đây họ sẽ để cái grill để mình có thể grill. Bên này họ làm cái bên này là smoker nha.
Cái này là smoke thịt được luôn á. Ngồi ở đây. Đây này là một cái sàn gạch. Mà ở trên này nó cái là cho nên nó gọi là cái gazebo là vậy đó. Quả nhìn ở khung cảnh quá đẹp ha. Bên kia là nhìn thấy núi đó kìa. Ở đây thì không sợ bị block view, lâu lâu thì có thấy người góp người đi chơi góp thì thôi. Nhưng mà cũng tương đối là có nhiều cái sự tự do, privacy. Ít có người phá mình, ít có người ồn ào ha. Nhà quá đẹp luôn ha các bạn ha. Bởi vậy nó mới đáng giá 1.800.000 chứ đúng không? Nè. Mà ở khu này nhiều nhà đẹp nữa. Đó, mai mốt là ai có tích thì đi ra Hawaii ở ha. Nếu mà bạn thích cái video này thì hãy subscribe và comment cho mình biết là bạn muốn xem những cái video mới nào kỳ sau. Hẹn gặp lại kỳ sau nha.